vì sao quả bóng vàng 2019 nên thuộc về Van Dijk. Van Dijk đã bỏ túi danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, trong khi Lionel Messi ấm FIFA The Best, ngay có vẻ rất ngang tài ngang sức. Song trung vệ của Liverpool xứng đáng là người chiến thắng ở giải quả bóng vàng năm nay. Liệu Messi có ảnh hưởng tới Barca như Van Dijk tới Liverpool năm nay? Barcelona có hoặc không thể giành được chức vô địch La Liga nếu không có siêu sao người Argentina. Nhưng Liverpool sẽ không thể lên đỉnh Champions League hay giành 97 điểm ở Premier League mùa này mà thiếu vắng tấm lá thép Van Dijk. Xét về tầm ảnh hưởng thuần túy, Van Dijk có thể là bản hợp đồng vĩ đại nhất từng được thực hiện bởi một câu lạc bộ ở Premier League. Trong khi Van Dijk đặt chân tới Anfield vào tháng riêng 2018, Liverpool chỉ phải nhận vỏn vẹn 9 bàn thua trong phần còn lại ở Ngoại hạng Anh 2017-2018. Và trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Van Dijk với Liverpool, Lữ đoàn đỏ sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu, chỉ để thủng lưới 22 bàn. Với những gì đã thể hiện, Van Dijk xứng đáng là trung vệ hay nhất thế giới lúc này. Và những con số dưới đây sẽ chứng minh điều đó. Trong khoảng thời gian từ tháng 3-2018 đến tháng 8-2019, anh đã có 50 lần ra sân cho Liverpool mà không bị đối phương qua mặt một lần nào, một con số phi thường. Trong một môn thể thao dường như đánh giá quá cao các cầu thủ tấn công, còn hạ thấp giá trị của cầu thủ phòng ngự, sẽ tuyệt vời hơn cả nếu một cầu thủ thuộc nhóm bị xem thường trở thành người chiến thắng. Xin lỗi Messi, anh đã giành được 5 quả bóng vàng, giờ thì nó nên thuộc về Van Dijk. Arsenal sa thải huấn luyện viên Unai Emery. Không ngoài dự đoán, thất bại bằng nhường 1-2 trước Frankfurt tại vòng bảng Europa League đêm qua như giọt nước tràn ly, khiến huấn luyện viên Unai Emery phải đánh đổi chiếc ghế của mình. Chúng tôi xin thông báo rằng đội bóng đã quyết định chia tay huấn luyện viên trưởng Unai Emery và đội ngũ trợ lý của ông ấy. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới Unai và các cộng sự, những người đã không ngừng nỗ lực để đưa câu lạc bộ trở lại thi đấu ở cấp độ mà tất cả chúng tôi đều mong muốn. Chúng tôi chúc Unai và các cộng sự không có gì khác ngoài thành công trong tương lai. Quyết định đã được đưa ra do kết quả và màn trình diễn không đạt yêu cầu. Chúng tôi đã đề nghị Felix Lundberg chịu trách nhiệm dẫn dắt đội 1 với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Felix Lundberg sẽ đưa đội bóng trở lại đúng quỹ đạo. Việc tìm kiếm một huấn luyện viên trưởng mới đang được tiến hành và chúng tôi sẽ thông báo thêm khi quá trình đó hoàn tất, một thành viên trong ban lãnh đạo của Arsenal thông báo. Như vậy, Emery chỉ cầm quyền tại Arsenal vỏn vẹn 18 tháng. Ông bắt đầu cai quản đội bóng từ mùa hè 2018, kế tục huấn luyện viên Arsène Wenger. Thành tích tốt nhất mà Emery mang lại cho pháo thủ chỉ là vị trí Á quân Europa League 2018-2019. Sau khi Emery bị sa thải, cựu tiền vệ Felix Lundberg sẽ tạm thời đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng của Arsenal. Lundberg sẽ không làm thuyền trưởng lâu dài bởi pháo thủ đang nhắm một người cũ khác là Mikel Arteta, hiện làm trợ lý của Pep Guardiola ở Manchester City. Willian son sắt một lòng với Chelsea. Cầu thủ chạy cánh Willian khẳng định anh không có ý định bắt tay trước với bất kỳ đội bóng nào bởi vẫn hy vọng sẽ được Chelsea gia hạn hợp đồng. Tuyển thủ người Brazil chỉ còn giao kèo với Chelsea đến hết mùa giải 2019-2020. Trong quá khứ, The Blue thường có chính sách chỉ gia hạn hợp đồng thêm một năm với cầu thủ ngoài 30 tuổi. Tuy nhiên, những năm gần đây, Chelsea đã tháo bỏ điều này để cho phép David Luiz, giờ đang khoác áo Arsenal, và Oliver Giroud ký hợp đồng mới thay vì chỉ đơn thuần là gia hạn. Mùa này Willian đã chơi rất ấn tượng trong đội hình của Frank Lampard dù đã 31 tuổi. Thế nhưng chưa rõ liệu Willian có được Chelsea giữ lại hay không. Song bản thân anh vẫn một lòng son sắt với đội bóng. Không, chưa hề, Willian trả lời khi được hỏi đã bắt tay với đội bóng nào khác hay chưa. Tôi không muốn đàm phán với những câu lạc bộ khác bởi tôi vẫn còn hợp đồng với Chelsea tới cuối mùa giải. Tôi là cầu thủ của Chelsea nhưng tôi chỉ muốn đội bóng biết tôi muốn làm gì. Nói thực, tôi hạnh phúc ở Chelsea. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chơi cho câu lạc bộ này. Nhưng tình hình hiện tại không do tôi quyết định. Tôi chờ Chelsea. Tôi biết tôi muốn gì và tôi muốn làm gì. Và tôi đã biết rồi nên tôi đợi họ. Mùa này Willian ra sân tổng cộng 17 trận cho Chelsea trên mọi đấu trường, ghi được 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Vertonghen muốn tiếp tục gắn bó với Spurs. Theo Sky Sports, Jon Vertonghen muốn tiếp tục gắn bó với Tottenham. Hợp đồng của trung vệ người Bỉ sẽ hết hạn đến cuối mùa giải. Theo luật, anh có quyền đàm phán với câu lạc bộ khác trong 6 tháng cuối cùng. AS Roma và Leverkusen hiện là những đội bóng muốn có Vertonghen. Tuy nhiên, Vertonghen sẽ sẵn sàng đàm phán với Tottenham về việc gia hạn hợp đồng.
là một trong những cầu thủ kỳ cựu và gắn bó lâu dài nhất với câu lạc bộ. Với Tông Hang khoác áo Tottenham 294 trận từ năm 2012 khi anh chuyển từ Ajax Amsterdam tới. Với Tông Hang ngồi ghế dự bị trong trận thắng Olympiacos ở Champions League vừa qua sau khi vắng mặt vì chấn thương ở trận thắng West Ham tại Premier League cùng với Christian Eriksen, Toby Alderweireld. Với Tông Hang là một trong ba cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với Tottenham vào cuối mùa giải này và chưa chắc chắn tương lai ra sao. Trước đây giới quan sát dự đoán họ sẽ tự do ra đi, nhưng tình hình đã thay đổi sau khi huấn luyện viên Jose Mourinho thế chỗ Mauricio Pochettino. Làm việc với những cầu thủ vừa nói trên là một trong những việc quan trọng của Mourinho từ nay đến cuối mùa giải này. Nhưng trước mắt vẫn chưa thấy diễn biến nào về việc đàm phán giữa đội bóng của chủ tịch Dennis Lewin và đại diện của các cầu thủ. Kovacic đang hồi sinh dưới thời Lampard. Chelsea đã chơi tốt trong hiệp 1, nhưng họ lại phải nhận một gáo nước lạnh từ Valencia với bàn thủng lưới ở phút thứ 40. Tuy nhiên chỉ một phút sau đó, pha khống chế rồi dứt điểm nhanh gọn của Mateo Kovacic đã giúp The Blue có bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Càng ngày thì Kovacic càng chơi càng hay dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Frank Lampard. Tại Matela, một mình Kovacic có 4 pha dứt điểm nhiều nhất đội. Chưa hết, ngôi sao người Croatia còn có 5 pha đi bóng thành công, nhiều hơn cả một chuyên gia đi bóng như Christian Pulisic 4 lần. Đó là những đóng góp nổi bật trên hàng công. Còn ở mặt trận phòng ngự, Kovacic cũng có 2 lần tắc bóng thành công. Như vậy cuối cùng thì Kovacic cũng đã giải cơn khát bàn thắng kéo dài suốt 3 năm qua. Đây mới là pha lập công đầu tiên của Kovacic sau 122 trận thi đấu trên mọi đấu trường. Bàn thắng đầu tiên sau 71 trận trong màu áo Chelsea, Kovacic cũng phải mất tới 45 cú dứt điểm mới có được một bàn thắng. Tuy nhiên hãy tin rằng thời gian tới, bàn thắng sẽ tới đều đặn hơn với Kovacic bởi phong độ của anh đang là rất cao. Chính sự xuất sắc của Kovacic đã khiến Lop Buckley và Mason Mount gần như không có cơ hội lấy suất đá chính của tiền vệ người Croatia này. Lautula sẽ tấn công vào lịch sử. Trên sân Slavia Praha, Lautula Martinez vừa có thêm một màn trình diễn xuất sắc. Chính anh là người ghi bàn mở tỷ số cho Inter Milan và cũng chính là anh là người ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Inter Milan. Cả hai bàn thắng của Lautulo đều không tới từ những pha xử lý phức tạp, thay vào đó đều là những pha lập công đơn giản, nhưng nó lại cho thấy phẩm chất cần thiết của một tiền đạo săn bàn hàng đầu. Đó là việc Lautulo có kỹ năng chớp thời cơ ghi bàn cực tốt. Hãy cho Lautulo 1/2 cơ hội và anh ấy sẽ biến nó thành bàn thắng. Với cú đúp vừa lập, Lautulo đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Inter Milan ghi được 2 bàn trên một trận ở sân khách Champions League kể từ sau trường hợp của Hernan Crespo mùa giải 2002-2003. Mùa này Lautulo Martinez cũng đang ghi bàn trong 4 trận liên tiếp ở Champions League. Nếu tiếp tục sút tung lưới Barca ở trận cuối cùng vòng bảng, Lautulo Martinez sẽ đi vào lịch sử Inter Milan là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 trận liên tiếp ở Champions League. Ở tuổi 22, Martinez đang trở thành ngôi sao sáng nhất của Inter Milan trên hàng công. Anh đang có phong độ cực cao ở mùa giải này với 11 bàn thắng sau 17 trận, còn nhiều hơn 2 bàn so với thành tích cả mùa giải trước, 9 bàn sau 35 trận. Lautaro Martinez đang chứng minh Inter Milan hoàn toàn đúng đắn khi đẩy Mauro Icardi để trao cơ hội cho chính anh. Dortmund sẵn sàng bán Sancho với giá 100 triệu bảng. Sancho là tài năng sáng giá của bóng đá Anh và đang là ngôi sao hàng đầu của Dortmund. Tuy nhiên, bên cạnh tài năng của mình, Sancho cũng được xem là một trong những cầu thủ bất kham, thường xuyên vi phạm kỷ luật khiến ban lãnh đạo đội bóng bất lực. Hồi tháng 10 vừa qua, Sancho không được huấn luyện viên Lucien Favre sử dụng nhiều, đã nảy sinh thái độ bất mãn và bị phạt số tiền lên tới 86.000 bảng vì hội quân muộn. Hành động vô kỷ luật của Sancho tiếp tục diễn ra ngay trước thềm trận đấu với Barcelona trong khuôn khổ vòng bảng Champions League giữa tuần qua, khi Sancho bỏ lỡ một buổi tập cũng như không có mặt trong buổi họp của toàn đội. Chính điều này khiến Sancho bị huấn luyện viên Favre đẩy lên băng ghế dự bị bất chấp tính quan trọng của trận đấu. Phải tới đầu hiệp 2, Sancho mới được tung vào sân và để lại dấu ấn rõ nét, trong đó có bàn thắng danh dự trong thất bại 1-3 của Dortmund. Tuy nhiên điều này không đủ để giúp cầu thủ 19 tuổi nhận được sự ưu ái của ban lãnh đạo đội bóng. Theo tờ Independent đưa tin, ban lãnh đạo Dortmund sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Sancho. Mức phí mà đại diện Bundesliga yêu cầu vào khoảng 100 triệu bảng. Tuy nhiên đây là khoản tiền quá lớn dành cho một cầu thủ mới 19 tuổi. Và nếu như thực sự muốn bán Sancho, chắc chắn đội chủ sân Signal Iduna Park sẽ phải cân nhắc hạ giá. Được biết lúc này có khá nhiều đội bóng nước Anh quan tâm tới việc chiêu mộ Sancho, trong đó có MU, Liverpool và cả đội bóng cũ Manchester City.